Hiện nay, các đơn vị thi công dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đang gặp khó khăn do nguồn cát phục vụ san lấp nền đường đang khan hiếm. Trong khi đó, theo thông tin được biết, các dự án cao tốc trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ được triển khai đồng loạt từ nay cho đến năm 2025, đang cần đến khoảng 53,7 triệu mét khối cát. Những ngày này, hàng trăm công nhân cùng phương tiện của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Binh đoàn 12 Bộ Quốc phòng và Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam tập trung các mũi thi công tại gói thầu xây lắp dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, có chiều dài 37,65 km. Tuy nhiên, hiện các đơn vị đang gặp khó khăn do nguồn vật liệu cát phục vụ san lấp bị thiếu hụt. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án thành phần này. Cái khó khăn lớn nhất của nhà thầu hiện nay chính là cái nguồn cung cấp vật liệu cát. Cát có thì mới đẩy nhanh được cái giá trị sản xuất. Đặc biệt là cái việc công tác xử lý nền. Cái thứ hai là thông được cái tuyến để mình thi công các cái cầu còn lại trên tuyến. Đấy thì đấy là hai cái vấn đề chính mà nhà thầu cũng rất mong muốn là các tỉnh cũng thực hiện theo cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ càng sớm càng trong tháng 4 và những trong tháng 4 tháng 5, chứ nếu mà chúng ta để kéo sang tháng 8 là bắt đầu vào cái thời điểm mùa mưa này thi công cái phần này gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng này kéo dài thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công. Đấy, thì hiện tại là đã triển khai được 3 tháng thi công rồi, tuy nhiên là nguồn cát không có thì sau này sẽ bị chậm đi tiến độ. Khối lượng cát san lấp cho dự án là rất lớn nên chủ đầu tư và đơn vị thi công đang phối hợp với địa phương để tăng công suất khai thác mỏ và các thủ tục thăm dò mở mỏ mới. Kính đề nghị là chính phủ và các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh có nguồn cát, quan tâm hỗ trợ công trình của quốc gia. Về góc độ giá, nếu như mà địa phương không ủng hộ thì cái tuyến cao tốc mà trọng lực là trục dọc sẽ không hoàn thành được. Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thì tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long là những tỉnh mà có cái nguồn cát thì sẽ hỗ trợ cho cái tuyến này để đảm bảo cái nguồn cung cấp. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để xác định cụ thể khối lượng cũng như là cái thời gian cũng như là chất lượng. Vấn đề quyết định đến tiến độ dự án là nguồn vật liệu cát. Hiện các đơn vị thi công đề nghị chủ đầu tư tiếp tục tạo điều kiện làm việc với các địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn này.